dày găng tay nó nhuyễn thôi. Rồi ngắt dầu đi, quá trời mấy cái ống, cái ống nó chai hết rồi, nó nhiễu dầu lung tung hết rồi, chạy ướt cái máy luôn này. Đây, cái ống này nó cứng, nó chai hết rồi, không còn gì đâu. Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây cái video Trung test cái con động cơ Yanma 3T80 nhé anh em. Đài tháo xe cuốc nhé. Cái này trên cái đoạn keo lơ ngày hôm qua Trung cũng có giới thiệu sơ sơ cái thông số của nó rồi. Con này thì công suất của nó là khoảng 26 ngựa thua 2.600 nhé. Nó tầm tầm đấy. Không có tem nhãn không. 3T80. Đâu rồi cái tem đâu rồi? Kia. À. Đây. Trên cơ giới thì nó để là 24 ngựa này. 24 ngựa tôi 2.400. Đài máy, nếu mà đài máy cài thì nó là 26 ngựa tôi 2.600 nha. Đây, 3T80 đây nè. Đây, trong phòng tua maximum này 2.600 này, có này. 3 máy 80 ly. Con này là so với cái con 84 thì nó chỉ nổ găng ti nhuyễn hơn đó, do cái bánh đài nè. Bánh đài nó dày hơn nè. Cò kéo các thứ ngon lành hết nhé. Dàn hơi khá nha nè. Dàn hơi khá thì mà đây tháo mấy cái bơm ra để thử, để test máy này. Phải tháo bơm ra nhé. Để dính bơm thì nó sẽ cháy bơm lung tung. Còn dính cả cái bô e, còn cái vỏ bô e thế này. Còn cái bô lửa như thế này. Máy là máy béc lớn nha. 3T80 béc lớn nha nè. Đợi cơ giới. Này bơm phía sau của nó đây. 2 tầng 12C nhé. Chu nia còn đẹp này. Trong đây khớp coupling nằm ở trong đây này. Con này như nó không có xài. Nó xài kiểu coupling gì lạ lạ này. Nón lá. Rồi chân máy này. Hai bơm 12C đôi. Anh em có lấy cả bơm thì anh em thương lượng trực tiếp nhé. Đây 12 đôi này, Kajaba này. Còn anh em chỉ lấy động cơ thôi thì tách cái phần động cơ từ đây ra sau nhé. Này. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng anh em, chỉ lấy động cơ hoặc là động cơ có bơm trước hoặc là động cơ cả bơm trước lẫn nón lá bơm sau gì đấy thì anh em cứ alo nhé. Cái động cơ cũng khá là đơn giản để mô tả chung, mô tả ngắn gọn như vậy. Anh em có ngay việc thì liên hệ nha. Mấy cái ống dầu của nó nứt chảy lung tung hết, về phải thay ống mới hết nha. Mấy cái ống mềm thì cũng không mấy tiền, nhưng mà ở chỗ Trung thì không có. Có sao thì Trung test như vậy thôi, không có thay thế, sửa chữa hoặc mong má được gì hết. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn em đã xem video nha.